Dạ kính thưa quý vị, hôm nay sau hơn một tháng con rời khỏi Tà Đùng, nay có dịp quay lại lại đây để thứ nhất là mang quà đến cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa ở trường mẫu giáo Hoa Đào thuộc xã Đức Son, huyện Đức Cà Long này. Thứ hai là sẵn ghé thăm huynh đệ với chú cư sĩ ở đây, chăm nom cái vườn cây ăn trái với lại cái những khung đất ở đây để coi cuộc sống của huynh đệ như thế nào và ở đây có thay đổi được cái gì sau hơn một tháng con không có ở Tà Đùng. Cũng có dịp về đây để mình hít thở không khí trong lành như gì đã thấy nè. Cứ cảnh vật thì vẫn còn y nguyên như cái view hồ nè, cái không khí ở đây rất là mát nè. Với lại một cái điều mà đặc biệt á, là cũng như là sư phụ con đã nói á, nếu mà sư phụ ở đây á, thì sư phụ là bệnh tiểu đường, nhưng mà ở đây á, tự nhiên không có cử đồ ăn đủ không cử, nhưng mà ăn cũng không có lên đường, với lại nó vẫn bình ổn cái mức là tức là có bệnh tiểu đường mà cũng như không bệnh tiểu đường vậy, ăn vẫn bình thường và sức khỏe vẫn tốt hơn. Đúng mà môi trường đây nhiều khi con cũng không giải thích được nữa, nhưng mà cái đó là bây giờ là chỉ có quý huynh đệ ở đây thôi. Dạ. Ở đây là mấy huynh đệ tụng kinh ở đây. Okay. Cũng trồng được quá trời rau luôn nè. Này là cái gì, cải này à? Cải này là gọi là cải gì à? Qua. Cải này. Cái này là cái bắp cải phải không ta? Không phải. Cải này à. Cải thì á. Cải thì còn cái này cải gì đó? Xà lách mà để lên bông luôn kìa. Lên bông chắc là để làm giống á. Đó, còn mấy cái này là rau lan. Trái su. Bây giờ có gai, trái su có gai. Đúng rồi, su có gai ha. Hồi đó là đâu có dây su đâu. Trái su nhỏ nè. Su lớn nè. Vậy là ngon lành rồi, không có sợ thiếu đồ ăn. Rau củ quả đầy đủ hết rồi nè, có trái su lớn nữa nè. Su ngon lắm. Xào ngon. Đây có bên kia có mấy trái nữa nè. Rồi để coi cái gì nữa. Bông luôn nè. Đi các cắm bông Phật, mình khỏi phải ra chợ mua bông luôn. Cái này hoại. Hoại trắng. Người ta còn gọi là cái gì là cái màu đỏ là gì ta? Thì cũng tự nhiên quên luôn. Quá trời. Nè, hữu qua. Lay ơn màu đỏ mà bữa mình có mà bây giờ sao không thấy nữa. Bây giờ trồng trắng quá trời luôn. Đây là hữu qua. Ơi, này đâu phải. Cái dây. Đúng rồi, cái dây hữu qua. Con gì tưởng đánh á. Đừng gắn. Hữu qua, hết trái rồi. Rồi. Đây là cái vườn cây ăn trái. Cây này là cây chôm chôm nha, cây chôm chôm hôm bữa là sư phụ với quý thầy trồng nè, bây giờ nó được như đây nè. Đó, trồng tới đây. Giờ như đây. Sầu riêng. Mít thái. Cây này mít thái. Con biết cây nào con nói cây đó nha, có nhiều cây con không biết đâu. Rồi. Cây này cây bơ. Ôi. Ở đây chắc có một hai huynh đệ không có làm sở chứ, đây ba mẫu luôn mà, ba mẫu là 30.000 mét vuông.
nên chắc làm không nổi quá. Từ từ làm, chắc chỉ đa phần lên đây là giữ rồi mấy huynh đệ tu tập tụng kinh với lại học thuộc mấy cuốn lực để chuẩn bị đi hội giới nữa. Rồi cái bờ này lớn nha, bờ lớn nè. Đi đường này nè, chứ đường đó không lên được. Cái này là đường, này là con đường của thầy Bằng làm. Mèo nhớ ba. Ơi ơi, giờ nhớ à, lâu quá không gặp mà. Được rồi. Đây. Đây. Nào. À, cái này nè. Lúc đầu á nó nằm ở dưới, lòi cái này lên thôi, mình không có biết có cây gì. Mà rút cột á nè, khi mà đào lên nó biết là cái cây xá là xá xị. Nè, quay sát lại cho mọi người coi. Xá xị. Hòm lắm. Để bẻ miếng nha, bẻ miếng nha, không à. Giống như mùi mùi xá xị luôn á. Đó. Nè coi cái vườn xá xị. Ê con từ từ. Nè con hửi đi. Xá xị nè, đó thấy không? Xá xị. Đó, nè. Nè, thơm không? Thơm không? Nè đó. À, gỗ xá xị đó, thấy không? Thơm không? Con mèo nó thơm luôn. Thơm không? Đã không? Đã không? Đó. À, cái này là bây giờ mình sẽ rửa sạch rồi xong mình ngâm gì? Ngâm nước rồi để mình không có xịt cái gì hả? À là có hả? À. Ồ, cái này nói chung là xá xị nếu ở thành phố mình á là cũng khó kiếm lắm, chỉ có những cái vùng mà Đắk Lắk này, Đắk Nông này là có mấy cây này nhiều, nhưng mà không biết cái giá trị nó cao không ta. Trước mấy người đã vô nói cây này khoảng hơn triệu. Hơn triệu hả? Cái này có ở đây có hơn triệu hả? Trời ơi, về thành phố mà mắc lắm á. Anh thấy không? Cái cục to đùng dưới á. Ờ. Xá xị dưới á. Xá xị luôn hả? Ờ, xá xị dưới á. Cái cục to đùng đó. À. Cái đó là xá xị trắng. À. Cái này là xá xị đỏ. À. Cái này là thơm hơn cái bên kia. À. Vậy cũng rẻ ha. Sao rẻ vậy? Tại vì ở đây nó nhiều mà. Làm gì vậy? Nấu canh. Nấu canh hả? Canh nhà rau nhà làm đây. Trời ơi. Rau nhà làm hả? Không có gì ngoài rau. Mà biết nấu ăn không vậy, lên đây. Có coi như bối kìa. Em bối, không bối mới lên mà. Rồi chuẩn bị em về em khảo được đó nha. Lên đây học được mấy cuốn à? Mấy đâu, có lịch đâu mà học. Có sách đâu, có mấy cuốn gì đó. Không. Không, mấy cuốn à, cuốn không? Đang học cuốn. Nè thôi từ từ đội đi đâu vậy, để đi tham quan đây nè. Nè đi qua đây nè, ra đây nè. Nè ra đây nhìn thấy cảnh nè. À, nhớ con này không? Nhớ. À đi lên là nó nhớ, nó thấy nó biết nhớ luôn á. Nó nhớ em không luôn. À rồi đây. Bữa cho mẹ con biển nha. Nè, đây là quý vị cũng biết rồi, đây là thầy chủ trì. Dạ, à, hôm nay nay thầy lên đây là, dạ, có duyên sự. Cũng cỡ hơn một tháng rồi con đã lên đây rồi. Thì bây giờ đây là cái duyên được trở về Tà Đùng. Trước hết là để có những phần quà gửi tặng cho các em học sinh tiểu học tại xã Đắk Sơn. Đặc biệt hơn nữa là chùa đã có hỗ trợ cái nhà vòm để cho các em sinh hoạt ở trong đó, đỡ bị mưa cũng như là nắng. Đây là một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, giúp cho các em có được cái niềm vui hơn trong việc học tập của mình. Cho nên quý vị chúng ta cố gắng xem video và ủng hộ cho thầy Tâm Hoàng nhé. À, đi thêm vòng nữa con. Đi vòng dần nè, đây, qua đây. Không?
chúng ta có thể lên Tà Đùng, và đặc biệt là chúng ta ghé cái thất ở tại Tà Đùng của quý thầy để tham quan cảnh ở xung quanh khu vực Tà Đùng rất là đẹp quý vị. Phong cảnh quá là hữu tình luôn, có nước, có hồ, có đồi luôn. Quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội này ha, nếu ai có dịp thì liên hệ với lại thầy Tâm Hoàng, thầy sẽ dắt quý vị lên đây. Chẳng những là ghé thất tham quan khu cảnh vật mà chúng ta còn tiếp cận trực tiếp thông qua việc đi thuyền để mình có thể chiêm ngưỡng trực tiếp các cái gò đất nhô lên rất là kỳ lạ quý vị. Kỳ lạ. Rồi, không những ai mà muốn tò mò thắc mắc cũng như là muốn khám phá cái cảnh vật thiên nhiên hết sức là kỳ lạ này thì chúng ta sẽ lên trên Tà Đùng trực tiếp ngắm cảnh. Chúc quý vị luôn có được bình an và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Chào quý vị nha. Chào quý vị nha, con chào quý vị nha. Thấm cái em tốt. Là cái phone làm. Ông làm cái này nhiều khi nó cũng có niềm vui. Vui. Mình không có nghĩ ngợi về cái chuyện khác thì nó cũng có niềm vui. Đúng không? Quảng bá được mình giới thiệu cho người ta. Giới thiệu trên chùa mà. Đi. Chuẩn bị bây giờ chuẩn bị hết đây anh em, chuẩn bị bây giờ mình chở quà ra ngoài trường học. Cảm thấy rất là tội nghiệp các em đi học á, đặc biệt là ít ở đó mà các em dùng cái ghế ngồi của mình á đội lên trên đầu của mình để đi học che nắng, rồi sau khi đi vào lớp á sử dụng cái ghế đó để ngồi luôn. Cho nên quý vị nào nếu có duyên được lên trên Tà Đùng, thầy Tâm Hoàng sẽ dắt cho quý vị vào thăm một cái ngôi chùa ở đó để chúng ta cảm nhận được những em ở lên đây như thế nào, sự khó khăn như thế nào mà các em vẫn cố gắng đi đến trường để mà học con chữ nha quý vị. Rồi thôi con xin chào quý vị nha. Bây giờ con chở quà ra trường tiểu học cho các em nhỏ nha. Chào quý vị. Bật cũng còn giờ đi chở quà ra ngoài xã trường học cho